Xin chào tất cả các bạn đang coi cái clip của Quang. Hôm nay để trả lời tin nhắn của một bạn có hỏi Quang rằng là đây có bạn ấy có bị một cái con chim mà chân của nó đứng ở cầu lúc nào cũng vẹo như này thì có sao hay không? Đấy, các bạn nhìn rõ cái chân của con chim nó đứng như này. Thế thì theo cái kinh nghiệm của Quang thì Quang xin trả lời cái tin nhắn của bạn như sau. Cái chân con chim nó đứng lệch như này này thì cái trường hợp nếu như con chim của bạn mà nó bị tật từ bẩm sinh từ bé rồi ấy, trong cái lúc từ bé con nọ nó đè lên con kia, không may nó bị lệch cái chân như này thì không thể chữa trị được. Thế còn cái trường hợp mà nếu như cái chân chim của các bạn ấy mà nó bị như này này là cái trường hợp mà không may nó nhảy nó mắc vào cái áo lồng hay là nó mắc vào đâu đó thì nó bị đau cái chân thì nó cũng co lên như này. Đấy. Thì nếu như mà chim của các bạn mà bị cái trường hợp mà các bạn thấy chân nó đậu nó hơi run run và hơi co co lên và cảm giác nó hơi bị sưng lên một chút đấy, thì ở ngoài Bắc này các bạn nên tìm cho mình cái cành xoan, cái cành của cái cây xoan mọc hoang ấy. Đấy. Cái cây xoan mà đến cái mùa Quang nhớ là nó ra cái hoa màu tím tím mà màu hoa nó hơi hắc hắc đấy. Cái nói đến cái cây xoan thì chắc là các bạn ở ngoài Bắc này thì chắc là biết. Thì chúng ta nên dùng cái cành xoan đó, chúng ta bẻ cái cành nào nó vừa cái chân con chim nó đậu thôi, thì về chúng ta sẽ hơ cái lên cái bếp lửa nóng lên đó, sau đó chúng ta để hơi ấm ấm rồi chúng ta cho vào cầu cho chim nó đậu, thay cái cầu của nó bịt áo lồng vào và làm như thế cho qua độ 3 ngày. Đấy, nếu như mà bạn nào mà có điều kiện ngày nào cũng thay được một cái cầu tươi mới thì càng tốt. Nếu mà cái trường hợp là nếu như chân chim của các bạn mà không may nó nhảy nó rắc nó sưng lên ấy, thì rất là hiệu quả, nhưng mà khi vừa phát hiện ra các bạn phải làm luôn cơ. Đấy thì nó mới có hiệu quả. Thì cái này thì kinh nghiệm này thì qua cũng học hỏi được của một số các cái nghệ nhân chữa đã từng chữa và đã thành công. Đấy, nó sẽ giảm sưng đi rất nhanh và nó sẽ đỡ đau đi rất là nhiều. Đấy. Thế còn những cái trường hợp mà ví dụ như nó gãy chân hay phải bó bột không biết ấy, thì cái trường hợp đó thì Quang cũng chưa nghiên cứu được. Đấy, thì Quang xin trả lời qua cái clip của bạn như thế. Đấy nhá. Thế còn bình thường ví dụ như con chim mà nó đã tật sẵn như thế rồi mà nó đậu nó không ảnh hưởng, nó không thấy nó đau, không có co thì chả có cách nào chữa cả các bạn, cứ kệ nó thôi. Các bạn để dùng để nghe hót thôi. Đấy, thì đúng là nhìn như này thì nó không được đẹp mắt cho lắm. Và thì các bạn nên nhớ nhá, nếu mà chim mà của các bạn mà nó có cái hiện tượng mà đau hoặc vừa rắc vào đâu đó mất móng không biết các thứ, các bạn cũng làm như thế cho qua nhé, kiếm cái cành xoan là cái tốt nhất. Thì ở các cái bạn mà ở phía trong Nam hình như không có cái cây này thì cũng rất là thiệt thòi. Đấy. Thế mà cái cành này thì nó phải là tươi mới tốt, chứ còn nếu mà khô rồi thì nó cũng không có cái tác dụng mấy. Vâng, thế cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Quang và hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip sau.